Mặc áo cho nè. ừ. Rồi, lấy áo mặc đi nè, lấy đi, lấy áo mặc đi rồi bây nhanh lên. Đây chị bà đi mua kẹo múc cho Ruby ăn. Đây, mặc đồ đã. Đó, kêu mẹ mặc đồ cho Ruby đi. Đấy. Kêu đi. Kêu. Kêu mẹ mẹ mặc đồ cho Ruby đi, mặc áo cho Ruby. Nhanh lên. Mẹ mặc đồ cho Ruby nha, chị Đang đi. là đi cởi áo. Tay nào. Ngủ hả rồi bây, ngủ hả? Đứng dậy đi, đứng đứng dậy đi Dậy đi đi mua kẹo múc đi. dậy ngồi Đó, ngồi đây bộ sàn đó nữa. Ui, rồi bây đẹp lắm. lắm. Đi chơi đi rồi bây, đi chơi đi. Đấy. Ừ. À, mẹ đi rồi. Đấy. Mẹ đi rồi đấy, cô Bê. Đi theo mẹ đi. 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 Đi đi đi. Đi, tí bố lấy cả múc cho Rubê ăn đi. Đi. Bố đi mua nghe nghe. Ruby, về đây Ruby ơi. Ruby ăn quả chi rồi Ruby. Hả? Xem nào, đưa bố xem nào. Ui. Trời ơi. Ui, quả to lắm. Xem nào quả chi. Cái này đủ đủ mà. Không ăn được đâu Ruby. Bố vất nha. Không ăn được đâu. Để tí bố mua trái khác cho Ruby ăn nha. Đi đi chơi đi rồi bây đi đi áo to quá rồi đi chơi đi lại đi lấy trai đi nữa. Ăn.
Hết Tết đã bố mua áo mới cho Ruby mặc nha. Đi lên đi, đi lên đi. Đây. Ê, đi đi lên với mẹ, nhanh lên. Đi lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Mua kẹo múc cho Ruby nha. Ăn ngon, ăn kẹo múc không? Thích kẹo múc. Ôi, đẹp rồi. Ruby ở đây nha, bố đi mua kẹo múc cho Ruby nha. Đây. Bố đi mua kẹo múc cho Ruby nè. Đấy. Chúng lấy tên mẹ nè. Cho cả mốc lên.